Hai cháu nay xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Này nấu cơm cả nhà ơi. Cơm rồi đi tháo đáy là mới cơm. Đổ lục. Sáng mới hực sáng. Điểm bài hết rồi. Này anh em đi sửa sạn thì lấy lú rồi. Tới nước ai cũng đi làm. Trời vừa hé lên bóng cây. Nhân này hai chồng đi đấu đục kiếm đồ ăn. Nước lên quá này không biết các em nhiều. Nước này lớn hơn qua nhiều ha. Đang đi sao đây? Ôi, lên này dính luôn. Dính thơm luôn. Không có gỡm ra. Xíu thì nó chen thì được hay. Có sức chạy quăng rồi. Nóc rồi. Không tích khủng nữa kìa. Ôi ra... được con tôm tích bự luôn. Không ra bữa nóng không tích ta. Hai con luôn. Wow. Bữa đó bán 400 ngàn ký. Hai con bữa đó 160 ngàn chứ bộ. 400 rẻ, người bán 500. Có gạch đó nha, còn không gạch là đang. Hai con không biết gạch trong đây sướng cho má. Ôi gạch luôn. Ôi, tụt tích gạch vàng hè luôn. Đâu rồi, hai cua chẳng luôn. Con đó mình còn có gạch. Ôi, con đó mình còn có gạch. Vì luôn gửi cho anh đi. Hai con cua luôn. Đây có kèo ít rồi. Cũng có ăn.
Cái này mình đổ miệng thứ hai. Đi trễ vậy thầy. Dạ. Đi trễ vậy. Ngủ quên đó. Vậy hả? Thì giờ này mới đi thức à. Cái này sáng bét còn ngủ quên. Ăn no ngủ kỹ chứ. Ôi con cua nó bò ra ngoài à. Ngày nào cũng có tin tức nữa. Đó chạy ngộ ngộ. Đây thấy con nào đâu. Con ra đâu con rồi. Như vậy. Ghe hào rồi trời. Đóng bít chiếc ghe luôn. Đổ ra thử đồ. Lượm cơm ăn cơm. Cái kèo ăn. Cái kèo khô khô đi. Cá nâu. Có thấy cá nâu cái gì, cái kèo không chứ có cá nâu đâu. Thằng ong. Ừ. Thằng ong. Cua. Cua. Gặp trong đây nữa. Cái thằng ong mình kho cà đi. Không được nên thân cả nhà ơi. Bán y rồi, không gạch đầy bán y. Tôm tích. Tích lột chân gái. Tích này thịt nè. Thịt chứ nó cũng ngon lắm. Mọi người nó chịu ăn thịt. Thịt nó chắc. Nước lên mà đóng rồ sao thấy ít quá ha. Rồi, gạch cũng chưa được đầy luôn. Hai con y hết, không được gạch rồi. Thôi cái này mình đi bằng tắt máy, bằng cá ăn cơm đi kéo đáy nè. Hai chồng ngựa đầu rồi. Này tôm ít sạch rồi cả nhà. Ký tôm bự. Ký mấy tôm nhỏ nữa. Này giờ mình hai chồng kho cá. Cá kho cà. Cá nâu này là hôm mình đóng đáy thì hôm luôn cả nhà ơi. Hôm tháo là rồi cũng 10 giờ mấy, 11 giờ. Thầy chồng ăn gỗ cá luôn. Hai cua không nên thân nữa. Thank you.
mới có kèo rồi. Rồi còn tháo nữa này. Này mới đủ đục rồi. Tôm rồi mới đi tháo. No cái bụng cái mới có làm nổi. Mà kéo một mình cũng kéo không có nổi cả nhà. Hai chồng đi mới được, một miệng thì một mình kéo được. Hai miệng làm không kịp, làm không nổi. Cá chén này hôm nay múc ra cơm. Rồi, mời cả nhà ăn cơm cá kho cà với hai chồng cả nhà. Cá thằng ông, kho cà, cá nâu, cá út, lưỡi trâu. Rồi cũng dựng máy đi ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn miếng cá. Ở nhà ăn khúc cá út nè. Thôi mình đóng đá được hai cá út. Béo. Cá thằng nào cũng béo quá rồi béo. Cá con nào cũng béo. Lưỡi trâu cũng ngon. Tới nước hai chầm thủ thủ miếng dưới ghe vậy đó nha. Hết nước rồi mới có đi săn bắt được. Hải với mực tới nước nó cũng đi trong đáy rồi đặt lú rồi lắm á. Tới nước là chuyện ai nấy làm.
cá nâu khủng luôn. Nước này đóng ít có cá nhất. Lần đóng cái nâu nhất nước này. Cá nâu béo hết cái con gọi. Tới công chuyện luôn. Rồi, hai chồng cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ vào coi kênh của Toàn Duyên Hải nha. Rồi cũng chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Giờ cũng trễ, hai chồng xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip ngày mai. Chào cả nhà.